6 sao chỉ trích huấn luyện viên Ten Hag khi rời MU, Ronaldo, Sancho không ngồi uất hận. Nhiều cầu thủ đã rời MU theo đủ dạng dưới thời huấn luyện viên Erik Ten Hag. Đáng chú ý, nhà cầm quân người Hà Lan bị không ít trò cũ chê trách. Cuộc phỏng vấn gây sốc của Ronaldo. Ký giả Daniel Orme trên tờ Mirror vừa thống kê đã có ít nhất 6 cầu thủ lên tiếng chỉ trích huấn luyện viên Erik Ten Hag sau khi rời MU. Họ chia tay đội chủ sân Old Trafford với nỗi uất vì không thể hòa hợp với nhà cầm quân người Hà Lan. Không khó để đưa ra 6 cái tên bất mãn với huấn luyện viên Ten Hag trong giai đoạn chơi bóng tại MU. Đầu tiên, đương nhiên phải là Cristiano Ronaldo. Và thứ hai, một sự thật hiển nhiên khác, đó là Jadon Sancho. 4 cái tên còn lại, theo Miro là James Garner, Dean Henderson, Andres Pereira và Feundo Pellistri. Trong 6 cầu thủ này, có những người đã đi hẳn như Ronaldo, Garner, Henderson hay Pereira. Nhưng cũng có trường hợp vẫn còn thuộc biên chế MU và chỉ đang được đem cho mượn như Sancho hay Pellistri. Ronaldo từng thẳng thừng chỉ trích thậm tệ huấn luyện viên Ten Hag trước truyền thông trong buổi trả lời phỏng vấn tai tiếng bậc nhất lịch sử vào cuối năm 2022. Chính cuộc trả lời phỏng vấn với nhà báo Piers Morgan đã kết thúc chuyến trở về của CR7 với Quỷ Đỏ. Tôi không tôn trọng Erik Ten Hag bởi vì ông ấy không thể hiện sự tôn trọng dành cho tôi. Nếu bạn không tôn trọng tôi sẽ không bao giờ tôn trọng bạn. Đó là dòng thông điệp gây sốc từ CR7 ném về phía ông thầy người Hà Lan, cho dù hai bên còn chưa làm việc với nhau được nửa mùa. Cuộc nổi loạn của Sancho. Với trường hợp của Sancho, chưa có một thông điệp rõ ràng từ cầu thủ người Anh về huấn luyện viên trưởng của MU hiện tại. Tuy nhiên, chỉ riêng mâu thuẫn giữa Sancho với huấn luyện viên Ten Hag đã là thông điệp rõ ràng. Ten Hag muốn một lời xin lỗi nhưng Sancho thà phải tập với đội trẻ trước khi trở lại Dortmund theo dạng cho mượn cũng không chấp nhận cúi đầu. Với trường hợp tiền vệ James Garner gia nhập đội trẻ MU năm 7 tuổi. Khi huấn luyện viên Ten Hag nhậm chức ở MU, Garner đã rất muốn đối thoại với cựu thuyền trưởng Ajax về tương lai của bản thân, vai trò của anh trong lối chơi của đội bóng dưới thời huấn luyện viên mới. Đáp lại, Garner chỉ nhận được thái độ thiếu thiện chí từ ông thầy người Hà Lan. Tiền vệ đang chơi bóng cho Everton chia sẻ, tôi hỏi ông ấy một cách hết sức chân thành, rằng tôi có được tham gia vào đội 1 hay không, liệu có cơ hội tham gia vào đội hình hay không. Nhưng cuộc đối thoại diễn ra không suôn sẻ, tôi không nhận thấy sự thiện chí. Và đó là lý do tôi đưa ra quyết định rời khỏi nơi mà tôi đã gắn bó trong 14 năm. Thủ môn Henderson không có nhiều sự va vấp với huấn luyện viên Ten Hag bởi như thừa nhận của thủ môn này, anh đã quyết định rời MU dù nhà cầm quân người Hà Lan còn chưa đến. Tuy nhiên, bản thân thủ môn người Anh cũng hy vọng nhận được tín hiệu tích cực từ Ten Hag nhưng không thành. Trường hợp của Pellistri, cầu thủ tấn công người Uruguay tỏ ra thất vọng với Ten Hag dù anh đang khoác áo Granada theo dạng cho mượn từ MU. Mặc dù tôi đã có số thời gian nhất định thi đấu cùng Manchester United, nhưng đó không phải số phút mà tôi mong muốn. Tôi phải thừa nhận một sự thật, nhiều khi cầu thủ không biết huấn luyện viên đang nghĩ gì và tại sao lại đưa ra những quyết định như vậy, không tạo điều kiện cho Pellistri ra sân.